Bé bị táo bón thường rất khó chịu, bé không đi ngoài được làm cho chất thải ùn ứ trong cơ thể. Chất dinh dưỡng không được hấp thu hiệu quả gây nên nhiều hệ lụy. Bổ sung chất xơ cho bé bị táo bón là việc mà nhiều mẹ nghĩ tới. Khi con bị táo bón chất xơ là một trong những chất được bổ sung đầu tiên cho bé. Chất xơ không chỉ giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn mà còn hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột phát triển khỏe mạnh. Video này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích về vấn đề bổ sung chất sơ bé táo bón như thế nào bổ sung bao nhiêu là đủ vai trò của việc bổ sung chất sơ cho bé bị táo bón chất sơ là những chất không có vai trò về dinh dưỡng tuy nhiên chất sơ lại vô cùng có lợi đối với sức khỏe của bé chất sơ hỗ trợ tiêu hóa trẻ trở nên khỏe mạnh hơn chất sơ có hai loại là hòa tan và không hòa tan khi bé bị táo bón phân khô cứng và nhỏ lại từ đó khối lượng phân bị cô lại và cứng khó có thể di chuyển ra ngoài được khi đó mẹ bổ sung chất xơ không hòa tan giúp làm cho khối lượng phân tăng lên, phân sẽ di chuyển dễ dàng hơn là một khối nhỏ nhưng khô cứng. Chất xơ hòa tan thì có khả năng hút nước tạo thành dạng gel. Sau đó làm phân mềm và trơn dễ dàng di chuyển trong hệ tiêu hóa để đi ra ngoài. Chất xơ hòa tan và không hòa tan đều có lợi ích đối với hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, chất xơ hòa tan sẽ giúp bé đi ngoài nhanh hơn và dễ dàng hơn. Vì ngoài giúp tăng khối lượng phân ra thì chất xơ hòa tan còn làm khối phân trở nên mềm và trơn. Dễ dàng di chuyển ra ngoài, chất xơ còn có vai trò quan trọng đối với hệ vi sinh đường tiêu hóa. Chất xơ chính là nguồn thực phẩm bổ dưỡng cho lợi khuẩn. Vì thế bổ sung chất xơ cũng giúp hệ vi sinh đường ruột phát triển, chất xơ có nhiều trong các loại rau xanh như rau chân vịt, bông cải xanh, măng. Các loại hoa quả như quả ổi, kiwi, táo, trong các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, diêm mạch mặc dù chúng có mặt trong rất nhiều loại rau củ và thực phẩm bé ăn hàng ngày. Tuy nhiên nhiều bé có hiện tượng lười ăn rau, biếng ăn vì thế mà hàm lượng chất xơ từ chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho bé là không đủ, mẹo bổ sung chất xơ cho bé táo bón từ chuyên gia. Đây cũng là câu hỏi được rất nhiều mẹ thắc mắc. Vậy cho con ăn bao nhiêu chất xơ là đủ? Bé ăn bao nhiêu chất xơ có thể hỗ trợ được táo bón? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây lượng chất xơ bé cần bổ sung mỗi ngày nhé. Đối với những trẻ từ 1 đến 3 tuổi thì bổ sung 19 đến 20 gram chất xơ mỗi ngày. Trẻ từ 4 đến 8 tuổi bổ sung 24 đến 25 g chất xơ mỗi ngày, với những trẻ từ 9 đến 13 tuổi bổ sung 30 đến 31 g chất xơ mỗi ngày, trẻ từ 14 đến 19 tuổi bổ sung 30 đến 40 g chất xơ mỗi ngày. Số lượng chất xơ bổ sung cho bé mỗi ngày tùy thuộc vào giới tính, độ tuổi và cả cân nặng của bé. Với những bé dưới 2 tuổi thì thường không có lượng chất xơ chính xác nào cho bé bổ sung mỗi ngày vì thế để con không gặp phải táo bón mẹ nên cân đối giữa các nhóm chất bổ sung cho bé mỗi ngày mẹo bổ sung chất sơ cho bé táo bón từ chuyên gia có những lưu ý như thế nào hay mẹo hay giúp mẹ bổ sung chất sơ cho bé khi con bị táo bón thông thường trẻ là đối tượng vô cùng lười ăn rau xanh vì thế việc bổ sung chất sơ cho con gặp nhiều khó khăn dưới đây là những mẹo nhỏ mẹ có thể làm giúp con chăm ăn rau hơn mẹ nên trang trí món ăn đẹp mắt hơn việc trang trí món ăn kích thích bé ăn ngon miệng hơn vì thế thay vì những món rau nhàm chán mẹ có thể trang trí cùng những món khác thành các hình thù khác nhau bé cảm thấy thích thú hơn khi ăn nhé mẹ nên kết hợp với những món ăn mà bé thích ví dụ bé thích ăn cháo mẹ có thể thêm rau vào cháo cho con hoặc bé thích ăn trứng mẹ có thể thêm rau vào trứng cho bé với những bé lớn hơn thì mẹ có thể hỏi trực tiếp con xem con thích ăn rau gì từ đó mẹ nấu cho bé ăn những món bé thích con sẽ ăn ngon hơn tăng cân đều trên đây là một số mẹo nhỏ giúp bé chăm ăn rau xanh hơn Ngoài những mẹo này mẹ có thể bổ sung các sản phẩm chứa chất xơ theo hướng dẫn dưới đây nhé, sản phẩm giúp bổ sung chất xơ cho bé táo bón hiệu quả. Hiện nay trên thị trường có vô vàn sản phẩm giúp hỗ trợ táo bón cho trẻ hiệu quả. Trong đó hầu hết những sản phẩm này đều có chứa chất xơ. Bổ sung chất xơ cho bé không chỉ giúp cho vấn đề tiêu hóa của bé trở nên dễ dàng hơn. Chất xơ còn là thức ăn cho lợi khuẩn giúp hệ vi sinh đường tiêu hóa phát triển khỏe mạnh hơn. Sau đây chuyên gia của chúng tôi sẽ gợi ý cho mẹ một sản phẩm giúp bổ sung chất xơ cho bé. Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam với nguyên liệu nhập khẩu. Đảm bảo sẽ đem lại những hiệu quả không ngờ khi mẹ sử dụng cho con. Hãy cùng tìm hiểu thành phần sản phẩm để biết rõ hơn tại sao sản phẩm này lại được nhiều chuyên gia tin dùng đến vậy nhé. Sản phẩm có tên gọi Insertac, Insertac với thành phần gồm có chất xơ hòa tan phos, có bào tử lợi khuẩn Bacillus, vitamin nhóm B chất nhuận tràng thẩm thấu, khi đi vào cơ thể thì chất xơ hòa tan sẽ trương nở bằng cách hút nước bên ngoài vào. Vì thế sẽ làm mềm và tăng kích thước khối phân lên, giúp cho khối chất thải dễ dàng di chuyển được trong dạ dày. Ngoài ra với Sobiton chất nhuận tràng thẩm thấu sẽ giúp cho khối phân di chuyển dễ dàng hơn. Ngoài ra Insertac còn giúp tăng cường khả năng co bóp của dạ dày để đẩy khối phân đi. Lợi khuẩn Bacillus sẽ ăn chất xơ và tiết ra các enzyme tiêu hóa. Lợi khuẩn có tác dụng cân bằng hệ vi sinh đường ruột và enzyme tiêu hóa thì hỗ trợ tiêu hóa thức ăn tốt hơn bằng cách phân cắt các thức ăn thành những phần nhỏ hơn, công dụng của Insertac đối với trẻ bị táo bón. Giúp hỗ trợ điều trị tận gốc phòng chống các trường hợp bị táo bón. Phòng tránh tình trạng phải dặn quá mức khi bà bầu đi đại tiện. Giúp bà bầu đi đại tiện được tự nhiên, Insertac có tác dụng điều trị đối với những trẻ bị táo bón cấp và mãn tính. Sử dụng cho cả trẻ bị trĩ, đại tràng cấp và mãn tính, bổ sung lợi khuẩn dạng bào tử hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường tiêu hóa. Ngoài ra, những bào tử lợi khuẩn này có khả năng tiết ra enzyme tiêu hóa, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, bổ sung vitamin B và PP giúp bà bầu tăng khả năng ngon miệng. Bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại, ngoài ra Insertac còn hỗ trợ trẻ trong các trường hợp như khó tiêu, đi ngoài phân sống, rối loạn tiêu hóa, trên đây là những kiến thức về vấn đề bổ sung chất xơ cho bé táo bón như thế nào. Bổ sung bao nhiêu là đủ đối với bé? Qua những kiến thức này hy vọng rằng mẹ sẽ có cái nhìn rõ hơn về những sản phẩm bổ sung chất xơ cho bé hiện nay trên thị trường. Từ đó giúp cải thiện tình trạng táo bón ở trẻ, giúp bé có hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo